ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FVNC ngày hôm nay 11 tháng 6. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, trong 4 tháng đầu năm nay thì Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc hàng may mặc đạt trị giá trên 627 triệu đô la Mỹ, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 25,15% tổng giá trị nhập khẩu hàng may mặc của Hàn Quốc. Hiện thì Việt Nam là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai vào Hàn Quốc, chỉ đứng sau Trung Quốc. Theo cam kết mở cửa thị trường của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc, gần như tất cả các mặt hàng dệt may của Việt Nam đáp ứng được quy tắc xuất xứ đều được hưởng thuế suất 0% ngay khi hiệp định này có hiệu lực, thay vì chịu thuế suất là 8-13% như hiện nay. Thế nhưng trong 18 công ty đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc vào Hàn Quốc thì có đến 17 công ty có vốn đầu tư 100% Hàn Quốc. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc mới chính là bên hưởng lợi với việc bỏ thuế theo hiệp định thương mại. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sài Gòn, so với những thị trường khác như Mỹ, EU thì Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu tương đối nhỏ. Doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đặt những đơn đặt hàng với số lượng khá ít. Trong khi đó, thì những doanh nghiệp may mặc lớn thường chuộng những đơn hàng lớn hơn. Kính thưa quý vị, vụ thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết, so với cùng kỳ năm 2014 thì tình hình xuất khẩu gạo sang một số thị trường chính tại khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á của Việt Nam có dấu hiệu hồi phục khả quan về cả lượng và giá trị. Theo đó, xuất khẩu gạo sang các thị trường trọng điểm tại châu Phi đã tăng trở lại. Cụ thể, sản lượng gạo xuất khẩu sang Algeria tăng 32%, sang Angola tăng 49%, sang bờ biển Nga tăng 14% và Ghana tăng 15%. Tại khu vực Tây Á, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là hai thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Các nước như Qatar, Jordan, Syria, mỗi nước nhập khẩu từ 3 đến 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, Việt Nam đã xuất khẩu gạo sang 40 trên 78 thị trường khu vực châu Phi, Tây Á và Nam Á với khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Cũng từ ngày 1 tháng 6, căn cứ vào tình hình giá gạo thế giới, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA đã điều chỉnh giá sàn gạo xuất khẩu loại gạo trắng 25% tấm với giá tối thiểu là 350 đô la Mỹ một tấn. Cho rằng việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra là thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản gọi tắt là VASEP mới đây tái đề nghị bỏ thủ tục này tại hội nghị góp ý sửa đổi nghị định cá tra. Theo VASEP, việc ban hành Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra là cần thiết để chấn chỉnh ngành hàng cá tra, chấm dứt tình trạng nuôi không theo quy hoạch, thả nổi chất lượng, gian lận thương mại hay cạnh tranh không lành mạnh trong xuất khẩu cá tra. Hiệp hội tán đồng với việc thực hiện quy định, tuy nhiên theo Hiệp hội, đa số các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra còn băn khoăn với việc thực hiện quy định tỷ lệ mã băng và hàm ẩm, cũng như quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu vì cho rằng không cần thiết. Cái thủ tục về vấn đề đăng ký xuất khẩu hiện nay cũng là một cái việc mà có thể nói rằng các doanh nghiệp cho rằng đây là một cái hoạt động nó cũng chưa hoàn hảo trong cái quá trình để mà chúng ta có thể sử dụng các cái số liệu đăng ký đấy để mà làm các cái hoạt động liên quan đến vấn đề quy hoạch hoặc là các vấn đề liên quan đến quản lý sản lượng. Mà thực sự mà nói là cái vấn đề đó nó cũng liên quan đến nhiều đến các cái yếu tố về mặt tổ chức cái hoạt động sản xuất nuôi ở các cái địa phương. Cho nên không thể lấy cái việc đăng ký ở các doanh nghiệp để rồi cuối cùng nó không có dính tới cái gì cả để mà mình làm thì nó sản sinh ra một cái thủ tục hành chính nó không được thuận lợi cho các doanh nghiệp. VASEP cũng kiến nghị nên có lộ trình về quy định tỷ lệ mã băng không vượt quá 10% và hàm lượng nước tối đa không vượt quá 83% so với khối lượng tịnh của sản phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cho biết sẽ đưa những ý kiến góp ý của doanh nghiệp ra lấy ý kiến các bộ ngành trước khi trình Chính phủ. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã bàn luận nhiều về cộng đồng kinh tế chung AEC. Chính thức thành lập vào cuối năm nay thì AEC sẽ cho phép các lao động có tay nghề cao của các quốc gia thành viên được tự do di chuyển hơn trong khu vực. Điều này chắc chắn sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý mới liên quan đến các quyền nhân thân, quyền lao động. Và đến thời điểm này thì pháp luật Việt Nam đã có những thay đổi, điều chỉnh gì để phù hợp với tình hình sắp tới. Liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Lộc, là thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào ông ạ. Thưa ông, vào cuối năm nay thì cộng đồng kinh tế chung AEC sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó thì sẽ có sự tự do di chuyển giữa các lao động thông qua những cái thỏa thuận tay nghề tương đương. Vậy theo quan sát của ông thì đến thời điểm này những cái quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới vấn đề là lao động di trú đã có những cái thay đổi hay những cái cập nhật nào mới để có thể phù hợp với cái tình hình sắp tới chưa ạ? Theo cái nhìn nhận và quan sát của tôi ấy, thì liên quan tới vấn đề về quy định về lao động và thị trường lao động
Thì hiện tại chính phủ đã có những cái chính sách liên quan tới về dạy nghề, về giáo dục tới tầm nhìn tới năm 2020. Tuy nhiên chính sách cụ thể thì chưa có rõ ràng và được ban hành, mặc dù là đang nằm trên dự thảo rất là nhiều. Gần đây nhất đó là cái nghị định 05 để hướng dẫn cái bộ luật lao động. Tuy nhiên cũng chưa có thể hiện rõ ràng những cái việc là mở phá bỏ những cái rào cản thương mại, rào cản về lao động đối với lại việc quản lý lao động hay rằng là tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là người lao động nước ngoài. Hiện tại thì có rất nhiều lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam thì đều than phiền rằng những cái thủ tục pháp lý đối với họ hiện nay thì quá rườm rà. Vậy với cái cộng đồng kinh tế chung này thì những cái thủ tục dành cho họ liệu có cởi mở hơn hay không? Và nếu cởi mở thì sẽ cởi mở đến đâu ạ? Theo tôi được biết, tôi nghiên cứu đó là các nước ASEAN đã ký với nhau những cái thỏa thuận liên quan tới lao động, ví dụ như là MIA về cái thỏa thuận công nhận lao động lẫn nhau. Tức là khi mà lao động được công nhận, lao động có tay nghề công nhận ở quốc gia này thì quốc gia kia mặc định là công nhận. Tuy nhiên đó cũng chính là về chính sách thôi. Còn cụ thể cái cơ chế công nhận như thế nào thì cũng chưa có một cái lộ trình rõ ràng và cái cách thức triển khai rõ ràng. Vậy thì chúng ta đi sâu vào cái việc là làm thế nào đó để có những cái quy định cụ thể về thị thực nhập cảnh, về visa, về giấy phép lao động. Và đặc biệt quan trọng nhất đó chính là cái chỗ ở cho cái người lao động nước ngoài. Hiện nay thì ngoài những cái tập đoàn đa quốc gia thì các doanh nghiệp Việt Nam hầu như là ít sử dụng lao động là người nước ngoài. Nhưng mà trong thời gian sắp tới thì có thể cái lao động nước ngoài vào Việt Nam thì việc tuyển dụng lao động nước ngoài có thể là điều đương nhiên. Vậy đối với những cái doanh nghiệp Việt Nam thì ông có những cái lời khuyên nào cho họ khi mà sử dụng lao động là người nước ngoài không ạ? Thì loại trừ cái vấn đề liên quan tới về nguồn chi phí, về chi phí lao động nước ngoài với cái trình độ tay nghề của họ thì họ đòi hỏi chi phí cao. Thì chúng ta nói một số liên quan tới về cái cơ chế và các doanh nghiệp Việt Nam làm thế nào để áp dụng linh hoạt pháp luật để tạo thông thoáng cái cơ chế cho họ. Ví dụ như là từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 là cái việc cái người nước ngoài là được sở hữu nhà tại Việt Nam. Tức là cái việc sở hữu nhà đó là đã thông thoáng rồi. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là cái chỗ ở đã được giải quyết. Vấn đề về visa thì với cộng đồng kinh tế ASEAN thì cũng cần thông thoáng. Nhưng mà mình phải cung cấp thông tin cho người lao động biết. Rồi liên quan tới vấn đề về giấy phép lao động thì mặc dù đòi hỏi những cái yêu cầu điều kiện khắt khe, nhưng doanh nghiệp cần phải có những cái chính sách hỗ trợ cho người lao động đó, miễn sao rằng là người ta có chỗ ở, thông thoáng về giấy tờ để người ta có thể làm việc tốt được, thì đó là điều quan trọng nhất. Chắc chắn rằng cũng sẽ có không ít lao động Việt Nam muốn đi qua thị trường nước ngoài để làm việc. Vậy với những người lao động Việt Nam muốn đi sang nước ngoài làm việc thì ông có những cái lời khuyên nào để giúp họ có thể bảo vệ được những cái quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của mình ạ? Tôi chỉ chia sẻ dưới góc độ pháp lý cho các người lao động Việt Nam khi lao động nước ngoài. Cái đầu tiên đó chính là phải am hiểu và biết được các quy định pháp luật liên quan tới lao động và làm việc tại quốc gia mà mình muốn làm việc. Ví dụ, làm việc ở Indonesia, ở Thái Lan thì bên cạnh là cái chính sách là còn có những cái quy định dưới luật mà tùy theo về cái địa chính trị, về cái văn hóa và tôn giáo của đất nước họ có quy định nữa thì cần mình phải am hiểu về pháp luật. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó chính là cái sự cạnh tranh về lao động. Cạnh tranh về lao động nó không giống như Việt Nam mình. Đó chính là Việt Nam mình là pháp luật có thiên hướng là bảo vệ cái người lao động hơn rằng là người sử dụng lao động. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Nhưng ở nước ngoài thì cái sự lao động đó đôi lúc là nó sẽ cân bằng. Và ở một quốc gia như vậy thì mình cần phải nắm rất chắc luật để mà mình có thể là làm việc tại quốc gia đó. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Tên của hai vị nhà vua nhà Mạc là Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất đặt cho hai tuyến phố mới của thủ đô sau khi ý tưởng này không được thực hiện hồi năm 2011. Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông là hai trong số 6 tên danh nhân được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội đề xuất đặt cho các tuyến đường, tuyến phố mới tại Hà Nội. Đây là cái tên còn đang gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học và người dân. Tên hai danh nhân này cũng từng được đề xuất đặt cho hai tuyến phố cũ tại quận Cầu Giấy vào năm 2011. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có tờ trình xin rút lại đề xuất này sau đó. Từ năm 2014, chủ trương của thành phố Hà Nội là giảm dần các đường phố mang tên danh nhân. Trong lần đặt tên phố, tên đường năm nay cũng ưu tiên đặt phố mang tên địa danh, di tích lịch sử và hạn chế số tuyến đường được đặt theo tên danh nhân. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang làm văn bản đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét đề xuất đặt tên đường này.
vị vừa đến với những hình ảnh về đêm trên cầu sông Hàn tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản tin FPNC ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Phú Mỹ Hưng vừa công bố kết quả mở bán Scenic Valley được bán cuối cùng. Và kết quả đã rất thành công, đặc biệt là trong đợt này thì cũng thu hút khá nhiều khách hàng là những người nước ngoài bốc thăm mua các căn hộ tại đây. Các căn hộ Scenic Valley được mở bán đợt 6 thuộc tòa nhà A. Đây là tòa nhà có vị trí cảnh quan đẹp nhất dự án, với ba mặt thoáng hướng về sân tập golf, dòng sông cảnh quan và hoa viên nội khu, hồ bơi, v.v. Block A cũng được thiết kế riêng các tiện ích như là hồ bơi, sân chơi cho trẻ trong nhà, không gian mở, v.v. nên mức độ riêng biệt cao hơn các khu khác, giống như là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đa số căn hộ tòa nhà A có diện tích trên 100m², thích hợp với các gia đình nhiều thành viên. Ngoài ưu thế về vị trí, thiết kế, giá bán, Scenic Valley còn thu hút người mua nhờ lịch thanh toán linh hoạt và có 5 ngân hàng cùng cung cấp nhiều gói tài chính ưu đãi như là Shinhan Bank Việt Nam, VIB, Sacombank, SD Bank, ANZ. Lịch thanh toán đợt chào bán thứ 6 của Scenic Valley là 24 tháng, giá đã bao gồm VAT, quỹ bảo trì và tiền sử dụng đất. Theo Phú Mỹ Hưng, tính luôn các đợt chào bán trước, các căn hộ có diện tích từ 65m² đến dưới 100m² được đặt mua với tỷ lệ giao dịch thành công 90-100%. Và tính chung qua 6 đợt, Phú Mỹ Hưng đã đưa ra thị trường hơn 1.000 căn hộ với tỷ lệ tiêu thụ từng đợt 80-100%. Không gian rất là thoải mái, mà nhất là con người tự nhiên rơi vào khu vực này cho mình cảm thấy ai cũng có văn hóa hết. Cho nên cái không gian văn hóa ở đây là cái mà mình chấm ngoài cái không gian về môi trường. Scenic Valley là dự án thứ hai tọa lạc trong khu y tế điều dưỡng, tỷ lệ xây dựng chỉ 30%. Dự án do công ty Kita Singapore thiết kế với không gian sinh thái được tối đa hóa, hài hòa với các tiện ích sống. Scenic Valley gồm 7 tòa nhà dự kiến đưa vào sử dụng năm 2017. Khách hàng nếu chưa có nhu cầu ở ngay có thể cho thuê với mức lợi nhuận ổn định. Hiện nay loại diện tích trên 100m² gồm 3 phòng ngủ. Ở các dự án đang hoạt động có giá thuê quanh mức 18 triệu đồng một tháng tùy thiết kế và vị trí. Cơ quan cảnh sát Ý cho biết vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, doanh nhân Argentina Alejandro Bunzaco đã bị chính phủ Mỹ ra lệnh quản thúc tại nhà ở một thị trấn phía bắc nước Ý để tiếp tục điều tra về vụ hối lộ các quan chức FIFA gần đây. Trước đó, ông là người duy nhất không bị bắt giữ trong vụ đột kích của cảnh sát tại khách sạn Borlaug ở Zurich vào ngày 27 tháng 5. Tuy nhiên, Bunzaco đã tự nguyện đầu thú cho cảnh sát vào hôm 9 tháng 6 khi đi cùng hai luật sư của mình. Huấn luyện viên Ricardo Gareca của đội tuyển Peru cho biết tiền đạo Paulo Guerrero sẽ chơi ở Copa America lần đầu tiên cho đội tuyển Peru trong trận gặp Brazil ngày 14 tháng 6 sắp tới. Sự tham gia của Guerrero khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi lớn về chấn thương của anh trong lúc đang tập luyện vào ngày 6 tháng 6. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareca cho biết ông hoàn toàn tin tưởng rằng Guerrero đã sẵn sàng và sẽ hoàn toàn bình phục trước trận đấu với đội tuyển Brazil. Giải Copa America sẽ được khai mạc vào ngày 11 tháng 6 tại Chile. Mặc dù bị thử thách và vùi dập liên tục bởi những đợt sóng cao và xoáy không dứt, đội đua thuyền buồm SCA vẫn xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu trong vòng thi đấu áp chót của giải đua thuyền buồm Volvo Ocean Race. Theo như dự tính, các đội đua đã đến thành phố Lorient của Pháp ngày 11 tháng 6 vào khoảng 2-4 giờ địa phương. Tại đây, các đội đua sẽ có một khoảng thời gian bảo trì, tu dưỡng các thiết bị để chuẩn bị cho cuộc chạy nước rút cuối cùng bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 sắp tới. Cuộc đua đã được bắt đầu từ tháng 10 năm 2014 ở thành phố Alicante, một cảng địa trung hải lịch sử của Tây Ban Nha, và đến cuối cùng là thành phố Gothenburg của Thụy Điển vào ngày 22 tháng 6. James Kingston, nam thanh niên 24 tuổi đến từ Southampton, nước Anh, đã trở thành người đầu tiên đứng trên đỉnh sân vận động Wembley, vốn là một biểu tượng tự hào của thành phố London. Anh đã một mình leo lên những khung thép vòng mái cao nhất, cách mặt đất đến 130m, chỉ với một sợi dây bảo hộ duy nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo không có sơ suất trong pha mạo hiểm của mình, trước đó, anh đã cùng 30 chuyên gia nghiên cứu và vạch ra hướng leo trong suốt 3 tháng. Cuộc mạo hiểm của anh được phát trực tiếp trên kênh stream của mình với mục đích thúc đẩy phát triển công nghệ mới nhất của EE, camera hành động 4GEE. Trước đây, Kingston cũng đã từng chinh phục tòa tháp The Prince ở Dubai với mục đích chinh phục nỗi sợ hãi độ cao. Và trong phần tin tức thế giới ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những chuyển động của thị trường tài chính thế giới. Phố Wall quay đầu tăng điểm trên diện rộng. Sản lượng công nghiệp của Pháp, Ý đều giảm nhưng không đáng lo ngại.